Một cảm xúc rất là vui mừng và hân hoan bởi vì rằng chính tôi tham gia chương trình này, tôi như được trở về chính gia đình mình, cội nguồn của mình và được sống trong văn hóa của người Việt cũng như là thể hiện được cái tinh thần, cái gia đạo, gia phong của người Việt Nam đối với cả cái thời hiện đại. Mặc dù cái loại hoa tôi chọn, cái hình ảnh thể hiện trên cái tà áo dài nó đều mang tính truyền thống. Nhưng mà nó kết hợp với cái sự hiện đại của chất liệu cũng như là cái hình ảnh mà tôi đưa ra. Cái đó chính là cái sự hòa quyện giữa hiện đại với truyền thống. Để thì trong cái bộ sưu tập này của tôi thì cái nhìn về thị giác rất là rõ nét. Trên một cái nền vải được in họa tiết nền chìm, cộng với cả cái xử lý về họa tiết bằng cách đắp thêm một chất liệu nữa lên để tạo được cái hiệu ứng. Đó chính là cái hiệu ứng về thị giác ở trên sân khấu. Thực tế thì tất cả những cái mẫu trang phục này của tôi nghĩ rằng là mọi người sẽ mặc được trong cuộc sống. Bởi vì thông điệp của chương trình đó chính là áo dài của chúng ta, áo dài của cuộc sống. Tất cả chúng ta là người Việt Nam. Tại sao chúng ta không sử dụng những trang phục, những cái hình ảnh nó thể hiện được nguồn gốc của chúng ta, văn hóa của chúng ta trên cái tà áo của chúng ta? Bởi vì chỉ khi bạn hiểu về nó, bạn sống ở trong cái văn hóa đó thì bạn mới thấm nhuần và hiểu được tại sao cái tà áo dài của Việt Nam nó vĩnh cửu đến như vậy. Thì thế hệ trẻ của chúng tôi là những người tiếp nối những cái gì mà cha ông đã để lại. Bản thân nhà thiết kế, tôi là nhà thiết kế, tôi chỉ muốn gửi gắm được cái tinh thần của mình cũng như là các họa tiết của mình để tô vẽ trên cái tà áo đó thôi. Đó chính là cái mà nét mới ở trong cái bộ sưu tập này của tôi.